Hello anh em, mình là Vinh và sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em một cây kìm kẹp chết của hãng Yato. Chất liệu là CRMO và cái dòng kìm này là kìm mạ bóng. Hiếm có cái hãng nào mà làm bóng, mà thật sự mình thấy làm bóng làm xấu quá, nhìn không đẹp. Dòng này cũng là dòng cao cấp hàng thương hiệu của Ba Lan nha anh em. Cái này nó thể kẹp được từ 0 đến 42mm, chiều dài là 250mm, chất lượng là CRMO, mã là IT2473. Thì cái dòng kìm này nó sẽ thiết kế theo kiểu là kiểu của Mỹ, tức là khi mà anh em European chứ, cái kiểu này là anh em bóp như vậy anh bung ra nè, rất là nhanh. Phần trên này nó có phần cao su mềm nha anh em, chứ không phải là nhựa nha. Đó, nên là bóp rất là thoải mái. Và cái kiểu của nó là cái kiểu bo tròn như thế này. Thì cái kiểu tròn này rất là phù hợp cho anh em kẹp ống. Những cái ống tròn là con này kẹp cực kỳ tốt luôn. Tại em thấy thiết kế là nhìn là biết là nó thiết kế cho những cái ống tròn, ống bầu rồi. Đó, bung ra. Cái này mình mở ra như này. Anh em thấy cái dòng này nó sẽ khác những cái dòng khác là bên trong nó có thêm một cái con ốc. Cái con ốc này mục đích là để khi mà chúng ta muốn siết chặt á, là anh em sẽ dùng một cái khóa anh em vặn vô cái nữa là anh em sẽ siết thật là chặt luôn. Mục đích của nó là như vậy nha anh em. Mục đích của cái khóa này là như vậy. Đó, mình bóp vô. Cứng lắm á. Đó. Rồi mình bung ra. Cái này là bung rất là nhanh. Thay vì mình ngồi mình phải bóp ngược lại thì cái này mình bóp theo chiều này luôn, cùng chiều với làm việc với mình. Thì cái cây kìm kẹp chết này đang bán tại Store 1 là 289.000. Giá này thì chưa gồm phí vận chuyển nha anh em. Mã sản phẩm đó là IT2473, giá bao gồm thuế và chưa gồm phí vận chuyển. Anh em có nhu cầu mua thì đến Store 1 địa chỉ 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc lên website storelamot.vn đặt hàng với mã là IT2473. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.